Câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y của khán giả Lê Thanh Cảnh với số điện thoại là 0334 và 3 số cuối là 190 ở tại Quảng Nam. Khán giả cho biết là bò nái của gia đình khán giả chữa được khoảng 6 tháng. Vài ngày nay thì bò có biểu hiện là bỉ nổi những cái nốt như là đồng tiền ở trên mình, ở hai bên mạn sườn, sau đó thì bong lớp da này ra. Xin hỏi nguyên nhân và cách xử lý hiện tượng này ra sao thưa chuyên gia Trương Văn Dung ạ? Vâng, xin chào khán giả Lê Thanh Cảnh. Thì cái dấu hiệu lâm sàng mà anh mô tả như vậy thì tôi cho rằng nó bị nấm ở trên da. Đấy. Bị nấm trên da thì cái nấm này là nếu chúng ta phải xử lý thật nghiêm túc để tránh hiện tượng, tức là cái nấm nó tồn tại lâu ở ngoài môi trường lắm và nó có rất dễ có thể bị tái nhiễm trở lại. Thế thì để mà khắc phục ấy, thì tôi tư vấn cho anh Cảnh là cần phải dùng cái kéo cắt bỏ cái nông ở cái chỗ vùng nó bị nấm. Thế sau khi cắt xong ta dùng cái cồn iodin sát trùng thật kỹ, và sau khi sát trùng xong thì chúng ta dùng cái thuốc ketobicin là cái thuốc mà chống nấm, thì chúng ta bôi sáng một lần, chiều một lần và bôi liên tục như vậy từ 7 đến 10 ngày liền thì nó diệt được cái nấm này. Và toàn bộ những cái nông cũng như là những cái ở xung quanh đấy thì theo tôi nên đốt nó đi, bởi vì cái nấm nó tồn tại lâu ngoài môi trường, chúng ta đốt đi thì như vậy nó về sau nó không bị tái nhiễm trở lại. Thế thì cái đấy là cái mà chúng ta cần phải khắc phục. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung với những tư vấn vừa rồi.